Kính chào các bạn, trong video này kênh Học của Tuấn Lai sẽ kể từ các bạn ván cờ đỉnh cao đấu trong giải cờ tướng bằng thành bôi năm 2019. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Mạnh Thần, người cầm bên đen là danh thủ Hoàng Trúc Phong. Kính mời các bạn đón xem. Chứ
吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。将军。
吃 吃吃将军Và từ hình cờ trên sau phấn cờ cho thoái pháo về chuẩn bị bình vào trung lộ để bắt chết mã của bên đen thì thành thủ báo Trúc Phong đã phải buông cờ xin thua. Sau hình cờ đó một ván cờ thi triển quá hay và ấn tượng đến từ Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Cảm ơn các bạn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.